Em chào thầy. Nếu trên hiện bài tập 1 với yêu cầu là để làm mạch điện, dùng được test, giải luôn đồ giải thực, viết code điều khiển và mô phỏng theo yêu cầu. Switch off thì đèn off, switch on thì đầu tiên đèn off, nhấn on thì đèn sáng, nhấn off thì đèn tắt. Mạch điện là mạch này. Đầu tiên em sẽ dùng Rotate để dễ làm mạch điện này. Cái linh kiện em đã chọn sẵn rồi, thì chỉ còn vẽ thôi. Thì chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta sẽ lấy thằng anh là 10 mê. Vậy chúng ta đã làm xong, giờ sẽ tiến hành viết code. Sẽ tạo sẵn một project cho viết 16F887. Ta sẽ thực hiện viết code theo sơ đồ khối. Đầu tiên bắt đầu cái trình ta sẽ định nghĩa các chân cho điều khiển. Chúng ta sẽ dùng định define make on in b2. Tiếp theo là khởi tạo các bọt, sử dụng là set trick bột b là có một mở ra thôi, có một mở ra nó b0 và b1 b2 là mở vào. Tôi sẽ khai báo là 0xFE. Tôi sẽ cho các chân còn lại là mở vào luôn. Nếu có B0 là mở ra.
sẽ chỉ cho một em. Em là nó vào tiếp tiếp tiếp. Một em là nó vào cho khóa. Tiếp theo mình cho đèn tắt, mình cho đèn tắt cho nó kiểm tra khóa. Mình kiểm tra switch, nếu switch on thì kiểm tra nút on. Nếu nút on có nhấn thì sẽ cho đèn sáng. Nếu như không nhấn thì tiếp tục kiểm tra nút off. Nếu như nút off có nhấn thì cho đèn tắt. Và nếu như không nhấn thì sẽ quay lại tiếp tục kiểm tra nút on. Quá trình lặp lại. Quá trình mình sẽ lặp lại cho tới khi switch off thì sẽ quay lại cho đèn tắt. Thì chương trình sẽ có hai dòng lặp, dòng lặp quay. Một dòng lặp quay true để cho chương trình lặp lại mãi mãi, rồi một lần dòng lặp quay để kiểm tra khóa, kiểm tra switch có on hay là off. Đây là em sẽ cho đèn tắt, đèn tắt và output window đèn. Bởi vì theo mặt chúng ta là đây là mức 1 thì sẽ kích dẫn cho to cho đèn sáng, nên mức low thì đèn sẽ tắt. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra nút on. Kiểm tra nút on tôi có nhấn hay không. Kiểm tra khóa, khóa nó có bật hay không. Không bật hay không, sau đó nó kiểm tra nó on. Input on có bật không hay không. Nếu như có nhấn thì bật không thì đèn sẽ sáng. Output ra đèn. Còn nếu như không có nhấn on thì tiếp tục kiểm tra nút off. Còn nút off có nhấn hay không. Nếu như có nhấn thì sẽ cho đèn tắt. Nếu như không nhấn sẽ quay lại kiểm tra. Đây là kiểm tra cho tới khi khóa này bằng 1, tức là khóa off thì sẽ trở về cho đèn tắt. Sẽ review cái việc chương trình cho được không báo lỗi. Chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng kiểm tra. Đây sẽ chọn là 10 mây mà tập 1 nó có ok để cho chạy chương trình. Chạy chương trình đây để đây để yêu cầu là switch off đây. Quýt ớt thì đèn sẽ tắt nè. Switch on lên đầu tiên mình tắt, nó sẽ tắt lại. Sau đó tắt, sau đó nhấn on thì đèn sẽ sáng. Nhấn on là đèn sáng. Nhấn ớt là đèn tắt. Nhấn on là đèn sáng. Quay lại. Đây có điều kiện là switch off thì đèn luôn luôn tắt. Đây nó đang on thì switch off thì nó sẽ tắt. Nếu như switch on thì bấm on thì nó sẽ sáng, bấm thì sẽ tắt. Vậy em đã hoàn thành bài tập. Cảm ơn thầy đã xem bài tập của em.